Ese. Cái gì nào đang lãnh lên live stream cảm ơn. Cái nói gì nào nhảy cái chị hỏi mình chơi. Sao em ơi, chào Tân Dương, đang ở nhà à? Xin chào. Em ở đây biết không? Mình có thể nhìn nó không? Trời ơi, nghiêng nước lên thùng đi ghê đấy. Đời nản nha. Ôi, bốn mươi xe luôn nhiều dữ ta. Chào Nguyễn Tiến Mạnh. Nhiều người xem dữ ta. Đây hả? Đây là lời nãy anh. Đẹp mùa quá ghê trời. Chưa. Mẹ à. Chào. Chỗ mua này nè. Quận Liên Chiểu. Cảm ơn. Những người ta chào bầu trời bé nhỏ. Cho trong trong này sao nhiều người xem dữ ta. Mình cũng ở đó. Tay nhà tay Facebook kìa. Ôi
Chào. Cảm ơn Nguyễn Nhật Tân. Ôi chưa cho nhiều người xem dữ ta. Cũng đứng. Ê, chỉ nói chuyện thôi. Hello chị. Chào Tino. Cảm ơn Đạn Nguyên Khôi. Chào Khánh Phong Quốc. Khách qua đây là dãy phòng. Người có e theo hình nhưng mà nghe. Chào Nguyễn Tình. Dễ thương. Cậu ơn ở trong này xin nhiều mình xem dữ. Dạ. Quay phòng gì em cũng đó quay phòng. Ít quá. Không. Anh cũng theo đạo hả? Chào đón Phan Phong Phong. Dạ, Nguyễn Trung. Lấy cái ghế ngồi đây. Đây, cái ghế ngồi đây. Mà chừng quá. Ôi trời ơi. Cảm ơn. Không xin đâu. Em nói gì không nghe gì hết, không nghe hả? Phô mai trời ơi, cùng họ nè, em cùng họ Hoàng nè, mình cũng họ. Không, là nãy. Nó nhỏ quá à, nó nhỏ quá. Nó cổ rồi. Cháu Trinh Phong. Xin rồi. Xin rồi. Xin cho em. Xin chào mà không nghe gì hết. Em nói to mà mình nói to không nghe. Miền Trung đúng rồi. Nhờ gì mà à, em muốn quần áo cho nên nó hơi bị bộn chút chưa dọn dẹp vậy. Mình mà cần gì phải cho gọn gọn nữa. Giận thôi xíu nữa thôi mới chút nữa mới dọn tại vì món đồ kìa cho nên cho mình lên hình là mình không có biết đó. Em nó nhỏ lắm hả?
Ấy là nó sẽ tầm ai mở Đà Nẵng đi. Đà Nẵng nhân Quảng Đông nhưng mà ở Đà Nẵng. Mọi người biết em biết Quảng Đông không? Chào bọn tế, chào 47 người xem. Trời ơi Nguyễn cũng tay anh nói cực kỳ. Mọi người đang làm gì đó? Mình có thể làm em được không? Chấp nhận cái gì? Xe xe Feli nha. Có một người biết tiếng Trung này. Trắng trần kia trần kia đây chỉ là quý sơn hả? Phương ơi biết tay luôn. Em rất là thích người dân tộc. Ok có phải hơi hơi run, cảm giác run run hơi run mọi người này. Thôi em nhỏ em không thích gọi đâu em mà thôi đi, nói chuyện thì phải giới thiệu chứ. Ê hơi run. Mình ở Đà Nẵng. Ồ, hồi nãy có một người tên tiếng Trung đâu rồi ta? Đã có một người có tên tiếng Trung một người tên tiếng Trung rồi. Em rất là thích tiếng Trung. Không thích người Trung Quốc nhưng mà tiếng Trung. Em lồn cà phê. Còn cà phê với lại bóng. Nói chung thì ơi sao một đời còn người nói chi kinh quá. Thỏa thánh vừa thôi. Đừng livestream. Em nó to lên người đẹp mà sao nó nhỏ thế. Nó to sợ họ nghe. Mình đang lòng hai phai. Tùng mà. Ơi nghĩa học đâu có hở đâu, ta đâu có hở chị đâu. Có cho tôi lên hành cùng không? Lên hành cùng không? Không, mình qua là để nói chuyện với tất cả mọi người chứ không phải nói chuyện với một người. Cái này nè mi ôi cho mình không biết tiếng Anh. Tiếng Trung thì còn được chứ tiếng in 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 my lucky body hot my người họ không biết hiểu tiếng Anh á. Nghĩa họ đây nghĩa họ của chiêu hoàng ba của chi nè ông sĩ sang xây của trai xin. Trong đây sẽ có một người hiểu mình nói, có nhiều người hiểu mình nói.
Chào đỗ xanh, cố mang đen lên. Em nói gì vậy em? Em nói là chào mọi người. Nhi xua xua mọc nói cái gì? Ủa xua Ủa xua Hoàng sư, của chiêu hoàng sư chiêu pháp. Nhi tùng mà, của trai xin cả. Nhi tùng mà, của xua nhi tùng mà. Thôi, đi dạo không vậy? Từ từ. Em lồng từ, bóng từ, từ có ngày đấy rồi ấy. Chơi mới được kỹ. Mà cái anh chắc mình chắc lớn tuổi hơn nhiều người, mình cũng dò đào rồi. Mình cũng lớn tuổi rồi. Trường cô đơn có, mình có học tiếng Trung. Cô ăn chiên hỏi. Không, cái này là đồ này là do biết sao không, để mà người ta chào sang hảo, chào ôi trừ đâu phải buổi sáng đâu mà chào sang hảo chiều hảo, buổi sáng mới chào sang hảo. Nói chung thì không đâu, với người Trung Quốc mẹ rồi bây giờ. Hello, lâu một mấy. Em chỉ biết một chút thôi. Biết một chút tiếng Trung thôi, giao tiếp căn bản thôi. Chứ không có biết gì. Ví dụ như mình tuổi con heo. Nụ phiêu linh, nị phiêu linh, nị đổ sơn nói gì chẳng hiểu. Em chẳng qua em mình chẳng qua mình học tiếng Trung để cái thứ nhất là đam mê, cái thứ hai là em ở đây em ở nó to lên em ơi, nó to em sợ họ nghe, nó nhỏ nhỏ thôi nó to họ nghe. Cái nhỏ vừa là cái gì tự nhiên ghi số là mỏ thôi, số 6 ở trong đây rồi này, nó là số 6 gì đó. Quý Nguyễn, em nói không nghe gì, nó to lên em ở đâu vậy? Không nghe hả? Em nói to ghê mà. Mấy bữa mập lắm, mình đi nhìn dâm vừa lờ. Dâm hả? Ôi đàn ông cũng thích, họ thích vợ mình dâm lắm á, đúng không? Em thay đổi đi cho xinh hơn. Cái ố này là ố sống đó còn. Cảm ơn anh tử tế. Không, do em thức, do mình thức khuya.
Thức khuya ngủ thì tốn chín giờ mới dậy. Cái sợ ơi, bọn đen lê đó đúng là một người rất là giỏi, một người nha, có thể có giác quan thứ sáu rồi thôi, mà có thể nhìn người mà có thể đoán được giỏi thì mà đúng là rứa thiệt luôn á, đen lê rất là giỏi luôn á, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, có thể nhìn sáu xuyên thấu nội y luôn, trời ơi. Người là chắc người tè chứ đâu phải người tầm thường đâu mọi người ha. Bigo hả? Không, em nhìn trên Facebook Bigo like toàn mấy người xinh đẹp không à? Bigo like toàn những người đẹp không à? Con ghé dâm thôi phải nói này. Ừ, họ quay mà thấy nấc quay làm gì là gì, em cỡ tầm cho nó thành cái mạnh vori á, là em ở Quảng Đông, Quảng Đông nhưng mà hiện nhưng mà hiện tại ở Đà Nẵng nha. Đen lê không tin em cho mọi người xem thử. Em là người lịch sự mà, đâu phải người vô văn hóa đâu mà cởi đồ cho người khác xem. Nhìn hai mát là biết như thế nào. Mát đây, mát dữ là em cũng kêu mát hình rồi trời. Ở mát giật giật không biết là nó có chịu chơi không. Còn một bảo lan rồi. Em không biết. Cho nó chịu cùng và cãi mát dâm, mát này người ta gọi là mát đôi tình đó mọi người. Mà cái điện thoại này nó ái hình là nó mờ để sợ nữa, điện thoại cùi lắm nữa nó mờ rồi. Mình ở đâu vũ tùy nên không may mà mình ở Đà Nẵng nhìn em nó và nhìn ngắm em kêu em biết được nhâm nhâm cô nương rồi. Chào hồn si thiệt mà em chẳng biết cái từ dẫm đó là từ tây luôn á, thiệt luôn á. Em phê khỏe nói gì ghê cả. Ơi, nói dân cho Vũ Tùy nó chuyện mất lịch sự quá. Mình ở Đà Nẵng có em có học phải càng không, em đâu có đủ trình độ đi học hội càng đâu, em chỉ đi lần tu lên thôi. Thế thì là tôi hỏi mình cũng có trò lên không, trời ơi mạnh mẽ dữ trời. Em muốn xem em lưng lãnh cho em hơn ở đâu rồi đi.
Nghe lời anh tử tế tắt lại. Không một người kêu con yêu lắm. Nói chuyện đó mất là sợ rồi trời. Anh tử tế nó mình nó nói chuyện mất là sợ rồi trời. Anh nói cho mình đâu có nói chi đâu mất là sợ trời. Lần đầu tiên live stream hơi run. Ở trong đây cũng có nhiều người nói chuyện rất là sợ. Tay Facebook nó thương trình. Chào thanh xuân thiệt. Tôi chào 35 người xem. Mọi người em like xong cái video là em sẽ xóa nó không phải. Where do you live? Em không biết tiếng Anh. Ở đâu hả? Mình không biết tiếng Anh nè. Chịu á. Chồng Nguyễn. Mình không biết tiếng Anh. Chịu, tiếng Anh mình không đọc được. Tiếng Trung thì đọc được, tiếng Anh không đọc được. Trương Duy Tân. Anh nói chị em đâu có lần chị đâu mà kêu. Anh nói chị tôi đâu có lần chị đâu mà kêu vui quên hơi lần quá rồi. Không, anh không, mình không có dùng số điện thoại. Số điện thoại mình là chỉ để công việc mua bán thôi, cho khách hàng thôi. Tại vì mình, mọi người á, có e. Mình á, số điện thoại mình chỉ dùng cho khách hàng. Tại vì mình đi đi cà phê, thị trường cà phê. Uống cà phê quá rồi nó ốm như vậy. Ơi ngực em đè cháy lên luôn á, đừng nói là nhỏ nghe. Bớt giỡn đi nghe. Giỡn nghe vụ tì. Nó nhỏ quá à. Sao nhiều người xem vậy ta? Mẹ bơm phải người. Em thích cỡ khoảng tầm 10 người là nó chạy được rồi. Minh Thuận, Minh Nhật. Biết giao tiếp thôi. Vì có học qua rồi. Cho nên mình biết nó về. Biết nó ghé Quảng Đông à. Chính xác sao Quảng Đông. Nghe không rõ. Phương ơi sao anh điện không được. Nghĩa họ. Nghĩa họ mà. Mình chào sớm mình chờ. Ai đồ nó nghe ghê quá à. Có số điện thoại mới đi không chị? Chưa. Chưa nghe chị đó. Hỏi một cái nhé. Em ở Đà Nẵng. Người Quảng Nam ở Đà Nẵng nè. Vừa nghe rõ chưa? Ông ngồi đi một buổi cái luôn. Hậu oh.
Mấy đâu. Chưa. Em không có biết. Giờ viết ra chữ là viết phiên gì nha, còn viết theo cái chữ nó theo cái kiểu là em không biết được. Ở đây có em người miền Tây, nó thích người miền Tây với lại người dân tộc. Nguyễn, ở cái tên tiếng Anh này cũng thiệt, em dốt tiếng Anh luôn. Em đi xin việc mà người ta kêu là phải biết tiếng Anh nữa. Mà tiếng Anh khó. Nhì chờ Thiên Hoa. Gọi điện thoại hả? Tạ Thiên Hoa là gọi điện thoại cho bọn. Nhì bọn gì đây, nhì bọn gọi điện thoại đi. Em chỉ biết là nhì khởi á, quần khởi tạ Thiên Hoa nhì mà. Tôi có thể gọi điện thoại cho bọn không? Nhì nó đi ở đâu hả? Xin cả, bỏ chai xin cả. Này, cái chữ này là mình biết. Nói được tiếng Nhật không? Không. Không nghe tiếng. Không nghe tiếng hả? Mình không biết tiếng Nhật. Không, tại em nói nhỏ lắm. Nói rất là nhỏ. Nói to sợ họ nghe biết không? Mẹ đâu mà tôi không biết luôn, nó nữa sờ rồi gặp nói chuyện chuyện đã được rồi. Chứ không có nhiều người họ chẳng họ nôn thể vào mà chào bọn họ, chào mọi người nhé. Chai chiên mình, chai chiên nhỉ mình. Vì mình học tạo số điện thoại lên tiếng Trung hả? Được nè. Lính Y O O Chiều Y Liêu 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 Chiều Lưu hiểu không? À đổi sang hiểu không? Lính Y R R Chiều Y Chiều Y Phụ Chiều Y Vũ Lưu Lưu Chiều Lưu Hẳn hảo. Đổi sang hiểu không? Hiểu không? Ghi được số điện thoại mình chưa? 96.
Đính. Dễ mà. Trung Quốc không đâu. Đúng rồi, Trung Quốc, người Trung Quốc đâu đó. Người Trung Quốc rất là. Nhưng mà đó là mình. Cái này là tiếng Trung mình. Ít chứ, ít tiếng Trung mai mốt họ có chữ mình cũng biết à. Tại vì người Trung Quốc chiếm tỷ lệ rất là mình chỉ học tiếng thôi chứ không có chứ tao chỉ biết là hả tôi biết một chút chứ tao chỉ biết một chút hả đổ sơn nó là biết một chút biết không mình nó dục biết thôi thì còn biết được đi lại lên chị ta đi lại lên chị hè chứ mình biết chút thôi giống biết ví dụ ăn uống đây là biết những cái mình học đâu có dư đâu đúng không mình biết một thứ một cái quà quà mình vui nha chúng ta không giống nhau à thẩm thật hòa tự nhiên ghi tay bà hót nó hai ghê luôn quả minh vui vậy bà nói em rất là ghi bà nhờ mở loa lên nghe miết luôn chúng ta không giống nhau đâu nhé họ nín họ chào nghe họ chào bò hả nín họ hứa cái gì hứa gì ta thôi trễ rồi mình phải đi dọn dẹp phòng rồi rất là nhiều việc chào mọi người nhé Sa Chiên cảm ơn mọi người rất là nhiều đã trò chuyện với Phương nha cảm ơn rất là nhiều chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ hết ngày rồi à, trai chiên cảm ơn mọi người rất là nhiều nha xin chào.